Hello cả nhà, bữa nay mình đi câu hầm cá của ông chú nha cả nhà. Bữa nay kiếm cá mình ăn cơm nha cả nhà. Kho ăn cơm cả nhà. Câu cá chê kho ăn cơm cả nhà. Thằng chú nuôi kiếm cá chê, thằng này cá chê đúng không? Câu bằng màu cám nha cả nhà, màu cám nhẹ luôn nha. Cầu dính cá chê chặt lôi mình xuống dưới luôn, cá chê khủng luôn cả nhà. Để bớt màu cá nhà. Trời, mình nghe mùi cám là nó phái lắm cả nhà. Nó hụt cả nhà. Ông cái chi không mình câu đây sao. Đổi vị trí nha. Đặt cho nó dùng dụng lại. Nó khôn quá. Chỗ ở đây cái nhà. Mình đi vô kẹt thử dính không nha. Chỗ đó không ăn cả nhà. Rồi vô kẹt. Mình đổi chỗ cả nhà, chỗ kia nó không ăn cả nhà, đổi chỗ cả nhà. Kiếm cá kho khô, kho ăn khó. Con nãy giờ mới dính được con cả nhà. Quay. Được con cả nhà. Ồ câu cá hầm mà nó khó ăn dữ kìa. Trời nuốt lưỡi luôn, nuốt lưỡi luôn. Trời ơi, nuốt lưỡi luôn. Chà bá luôn. Mà mới cả nhà, lại được con, kiếm con hai con nó ăn đủ ha cả nhà. Mấy người ăn đó cả nhà. Có ba con cả nhà, ba con được ăn. Nó ụt quá trời, nó ụt mà câu khó nó hiểu không, hợp gì khó mà nhỉ. Thank you.
câu cá hầm nuôi mà khổ luôn đó nha, phải không dính cứ con luôn đó nha. Biết bao lâu rồi đó. Nặng ống díu quá. Kiếm con khô khô ăn hai con mấy con cũng khó nữa. Anh đã cho đi vào bên gian. Đổi chỗ nữa nha, chỗ kia nó ngoan. Bữa nay nặng díu quá. Câu cái gì đây? Câu cá nuôi hả? Ừ. Dính không? Dính không? Không có dân lưới không? Không thấy bả bán vậy? Sáng nhận được nửa ký. Đổi chỗ nữa nha. Nãy chỗ kia, bên kia không dính nữa nha. Xuống chỗ này câu. Nó dính dính cầm muốn cả nhà ơi. Ôi da, ấy, 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 nó bắn cỏ. Eo. Dính rồi, dính rồi. Chua, chua. Ấy da, ấy da. Chua. Bắn vô một cầm muốn cục luôn rồi. Ấy da, ấy da. Chạy 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 dính cỏ cả nhà. Nó chạy nó dính trình nó lủi. Ồ và nổ cha nó lủi xình cả nhà. Oh my god. Ây da, trời ơi nó bắn quá trời cả nhà. Nó lủi xình cả nhà. Ướt quần luôn, ướt đồ luôn cả nhà. Không mình giỡn. Nó dính, nó dính mép cả nhà. Rồi mình đổ vớn cả nhà, rồi có cá hay cua gì không? Rồi. Rồi. Mình gỡ cái đầu cây ra nha. Biết được con nào không ấy. Sao nó im gu vậy ta?
Trời ơi, không có con nào chứ cả nhà. Không có con nào chứ cả nhà. Chút quốc cả nhà, đặt lại đi lấy thành quả bữa sau cả nhà. Giờ mình nói mình câu được có hai con cả nhà ơi. Rồi mình về nha cả nhà. Đủ bữa được hai con đủ bữa ăn cả nhà. Ui.